chỉ dùng cái bên trong thôi, chữ thập thôi. Còn nổ Giờ là ngoài bây là giờ free ram rồi, tay ngắn hay tay dài thì cũng vào trong đã đứng hết. Giờ là bây giờ cái ở ngoài là không dùng nha. Cái sao rơi là không dùng. Cái đoạn là đầu thì cứ dùng nhá, cái đoạn mà nó xoay pizza ấy thì dùng. Còn là lúc mà mình gồn đam ấy thì không phải dùng đâu. Chả hiểu, nó thích gì. Để dành để mà về lúc nó nổ bên trong á. Tại vì lúc đấy có nhiều ông là nhiều tay ngắn tay dài thì nó đứng gần quá hả? Hoặc là đứng ở cái góc vuông chữ thập á. Là siêu không, chưa chắc đã sống được. Khóa. Buồn cười. Nam mẹ giống mình vậy luôn, lúc nào xoay visa ra đứng sau lưng boss đứng sẽ xong. Vô nè. Chắc là lại fail nữa. Ngoài. Chúng mình chém nè. Chém. Xoay. Mấy. Một. Xong rồi nó AOE nè. AOE. Ê. Kuro. Con boss nó chém ra đây hay vậy. Một chiều. Ngoài. Có 7 giờ 300. Nha. 1 triệu. Chết luôn đây này. Chết. Chết. Chém. Ở bên nào? Xoay. Có 7 giờ. Có 7 giờ di chuyển, có 7 giờ đi. Theo E. Ê. Trong anh được không? Tùy con anh. 5, 4, 3, 2, 1. Về băng. Rồi, giữ. Mike. Kuro. Trong. Không có. Theo ấy. Triệu. Ê. 1 triệu. 3 triệu. 2 triệu. 300. Chết luôn đi dành rồi. Chết. Chết. Chúng bị chém nè. Chém. Xoay. Có 11 giờ nha, di chuyển có 11 giờ. Là gì ạ? Chạy. Ngoài. Chém sau lưng. Chém à? 5, 5 4, 4, 3, 3 2, 2, 1. Giữ. Ok. Theo E. Mẹ. 3 màu. Sao? Cứu dây sân dậy đã. Cứu dây sân dậy. Cứu dây sân dậy. Pin lên 400. Khổng liền. Cứu dây hồi sinh hết luôn. Hồi sinh nhanh, hồi sinh nhanh. Rồi. Ngoài. Sao Rocky đéo hồi sinh được? Ông ấy ngồi thuyền á. Thế thì chịu. Đi xe luôn.
chém xoay heo ê nế 1 triệu 1 triệu 300 lên luôn 300. Đi lên luôn đi lên luôn đi có 7 giờ chết hoài chết chết lâu nha dính dính cái xe này đâu quá giữ băng lâu đúng không chính nghĩ sao kiếm con nó nổ sớm lắm đấy phải đọc trong đếm đi đếm kìa trong 5 4 3 2 1 băng chưa rồi mở tài hình mách luôn này cái này chạy với nhau sao luôn thế rồi bạn mất cái cc rồi chém xoay chica cc với cả ansuna nha dễ mình chơi nhanh đã 1 triệu 3 triệu trong 300 giữ đi theo e giết luôn ra đây chạy nhau nó chạy nha giết chạy á khỏi chạy thằng này thấy 46% xoay không team mà đứng ngoài team đánh nữa mà mình nghĩ giữ nguyên này team đánh được mà 7 giờ thì nghe anh thôi ngoài chén băng này hậu vệ này tăng nhiều chắc băng nha ừ hồi máu vào theo e né chém sau lưng chuẩn bị chém xoay chuẩn bị băng nè băng chém sườn mini trắng 7 giờ chém Ichika không cần đánh đâu ra đứng cạnh Granita xe điện nha không cần đánh đâu qua mini trắng đứng cạnh Granita xe điện nam 12 giờ nha Aoe nè băng chuẩn bị bắt đầu nè 1 2 tài địch mẹ quá luôn chiến sư lưng Kuro sao chết hay à đứng im chờ điện đứng im cho mèo cứu nha sai còn lẽ đi chứ chuẩn bị băng nè khỏi băng ngoài ôi eo e có ế bay màu luôn thế sơn kéo dậy được không à thôi khỏi cứu tay được chứ sơn lưng bên này mất băng á kiếm xoay tự né thôi bé tự né nha này chuẩn bị tự né này tự né
Rồi. Trời ơi. Khéo quá vậy. Bên đây mất invi luôn rồi, cứu cứu cứu. À, một người ra ôm con mini đỏ nhanh. Đó. Chết luôn. À, sao rồi? Không có gì đâu, ngươi bình tĩnh thôi. Chém. Xoay. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Chuẩn bị hồi về 1. Đừng cuống. 2. AOE. Né. Tu. Người chạy qua đéo kịp, xin lỗi. Ôi dồi ôi. Lên. Rồi, xong rồi. Băng. Tự né đi. Bên này cứ tinh thần tự né hết nha. Xin lỗi. Rocky uống máu nhanh vào. Chém nè. Đang lùi. Xoay. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè, băng. Đã lướt khỏi, không băng. Ngoài. Đoạn này cứ băng đi, đoạn này cứ băng đi. Cô giữ đi chị cả. Không không, cái đoạn này là tay dài, người ta đứng xa. Né. À. Mini đỏ 7 giờ. Chém. Xoay. Băng. Đó. Bên cái kiểu gì? Chuẩn bị đứt em rồi. 1. 2 xong nghe. Chém sau lưng. Chém. Kệ nó xin nào, kệ nó kìa. Kệ cứ anh Nam ơi, anh Nam băng bên này hộ em nha. Đi. Anh Nam băng bên này hộ em nha. Ôn đan này. Sau lưng boss đi. Có sơ bơm các thứ thì ấy luôn. Băng nè. Kệ. Không băng ngoài. Sao anh ơi? Bên ngoài vào trong luôn đi, đừng có đứng ngoài nữa. Có sợ buồn các thứ không? Ra chết rồi. Sao bỏ, bỏ. Chém nè. Xoay. Một người ra... Có mini là một người ra tank mini nhá. Ừ. Ờ rồi luôn đi, rồi luôn đi. Băng nè. Rồi được ạ, rồi được ạ. Không phải băng không luôn. Không phải băng luôn, ok. 1% này. Thôi căng tính nha. Rồi, tanker đọc animation boss đi. Brick down, 1. Hậu vệ đen nha. Đấy không phải là brick down. Chưa. Nó bị lạc animation rồi này. Bà, búp siêu lên, búp siêu lên. Thôi tự né đi, tự né. Búp rồi, tự né, tự né. 1 nè. 1 cái. Tự né nha. 2 nè. 2 cái, không ta bình tĩnh, cái animation của nó chậm lắm. 3 nè. Rồi. Đúng rồi. Ba. AOE. Những người tay dài né nhau ra nha, những người tay dài né nhau ra nha. Kéo cứ chạy xa xa rồi né ra. Đợi bắn luôn, đợi bắn luôn, bắn luôn. Ừ. Rồi, bình tĩnh thôi. Đứng phía này hết, đứng phía này hết. Băng. Băng lên. Rồi. Ôn đi, ôn đi, ôn đi. 18 giây. Tiếp luôn, tiếp luôn. Em 3 bãi. Ném 3 bãi. Đâu rồi ra nào à? Đâu đâu. Có lắm. Chém. Xoay. Bay màu. Ôi. Bay nhiều quá, tôi cứ phải đi cứu này. Ông Rocky sao ông bay màu hoài vậy? Pin nó giật lên 400. Đâu ra nó này nào. Sao bên này mình cảm thấy sâu bơn ít vải đái luôn. Cứu người là... bên team 2 sâu bơn ít vải đái luôn á. Đéo hiểu cả một quãng thời gian đánh con trong cái vòng á, đéo thấy sâu bơn đâu hết á. Chờ vãi lồn đéo thấy đâu.
chết này rồi, đánh hủ đam kìa. À, cái đấy con Iris là server 1 phút hay server 3 1 phút rưỡi? Phút chứ. Đợi bạn tắt hết wifi ở trong nhà hả? Đi về trên mé. Đó là do sếp tìm buồn lô. Sao gì cả? Đó là do sếp tìm không, nó không tối ưu hóa như Ono sếp như vậy. Thì như bên bạn lúc cần bạn bút blue để gọi là rồi có mini không, thì hai người thì cũng cảm nhận được. Thì Ono với cả Asuna cũng cảm nhận được. Thì okay. Chị thì đều có đàm. Đó là muốn bút thì nó chả đến không? Bạn bút bên này thì là bên kia cũng đéo nhận được. Có mỗi bạn được của Lua với cả mấy ông ở giữa. Sao người đam là đéo có, người cứ phải đi cứu người. Mệt. Bằng chết cái tự nấy từ đầu đến cuối. Đó, dưới kia hai tăng, hai băng đi. Em băng được. Mà quay laser này khó đam quá, bạn chả đánh được á. Bình thường bạn thấy ông, bạn bác gót, bác cũng đứng ngoài hay không à? Có được đánh đâu. Bạn đứng ngoài nhìn. Úp 35. Tại đứng 7 giờ rất là nguy hiểm luôn á. Mấy ông, các bạn là tại team này tay dài nhiều nên là mấy người kiểu mọi người không nhận ra luôn. Không, cái lúc 35% á là nó invi cố định mà. Lần đầu là nổ chữ thập hoặc là AOE nhá. Xong rồi nó chém một phát. À nó chém thường hai phát, xong nó hất lên một phát. Thì là lúc đấy nó sẽ nổ. Xong lần sau là nó gọi con mini ra. Khi mà cái taser tắt đi là chuẩn bị tắt đi là nó sẽ nổ lần nữa. Cái lúc 35% là cái skin suit đen của nó là ở mặc định luôn chứ nó không gian doom nữa. Nó vì lúc đấy là animation của nó ở đấy, anh cứ đam đi đến đoạn đấy anh ra anh ui đi dừng đi, nghĩa là anh nói chung thì đấy thì bây giờ anh có đam hay là không đam thì anh không đam anh chết cũng thế, mà đam anh chết cũng thế, vấn đề là không đam được. Còn cái lúc mà nó la ra lục giác ấy, tay dài vào trong hết, đứng hết đi, đứng ở ngoài làm gì. Tới đít này còn fail. Đổi lại team kìa Ono. Bạn đổi lại cái gì? Jason ở dưới. Hả? Không cần đâu. Không cần đâu. Đó đi. Roro này. Vô luôn. Ngoài chém rồi mạch nó ném xong nó AOE AOE nhé người anh ta. Bao nhiêu máu rồi? 600, 300. Lên luôn đi. Xong. Chém nè.
xoay. Ừ. Được chưa? Cái điểm sắc này chẳng mấy rồi. Xe phiêu linh ơi. Ok, tăng lên bà đi. Trong chém xoay toàn mét sau phát này là AOE edit AOE Kuro. Ngồi nha đây. Ngồi giả lượng. Cần qua phụ không? Có, cần. Rồi. Vào không qua phụ. Chuẩn bị chém nè, chém. Xoay. Giết luôn đi ra đây. Chết. Bạn ganh rồi. Theo y, né. Dây điện này chạy trong vào đâu nè rồi thì xe đi sao Kuro bị ganh à có xăm nào không nghỉ đéo muốn đi nữa à xăm nghỉ rồi